Trời ơi hư chấp anh luôn rồi. Qua wow, quýnh. Chung kết set 3 kèo 4-4 Thạch Đen với Sang Miệt Thứ. Chí Thống Sang Miệt Thứ, Quách Bảo Cần Thơ, Tony Truyền Hai là đội bên kia các bạn. Bên này Quy Chọi Hồng Cơ Bắp, Thạch Đen với Rô Truyền Hai. Một đều. Có cả không? Điểm 2-1. Bóng ngoài. Điểm 2 đều. Điểm 3-2. Điểm 3 đều. Quá đẹp. Bốn ba. Một cái đồng ở kia nè. Một cái đồng. Rồi dính nè. Lưới Sang Miệt Thứ. Điểm 4 đều. Điểm 5-4. Điểm 5 đều. Anh ơi, em ở trong quá nha. Lộn. Em ở trong nha. Sáu năm. Điểm 6 đều. Hai đội này quýnh quá hấp dẫn. Rồi Thạch Đen ra áo rồi. Sáu đều. Tiếp tục điểm 6 đều.
76. Điểm 7 đều. Tám bảy đổi sang. Điểm 97. Điểm 89. Điểm 9 đều. Lưới. Điểm 19. Mười đều. Quá đỉnh luôn. 11-10. Banh lọt bên kia. Điểm 11 đều. Quá đỉnh chứ anh. Không có bắp đẻo chứ anh, quá đẹp. Mười hai mười một. Đếm 12 điều. 12 điều. Mười ba, mười hai.
Trời ơi, hư chứ banh luôn rồi. Trọng tài cho xác nhận. Chơi banh ở ngoài nha anh em. Đếm 14, 12. Ngoài 13, 14. Ba mét 15-13. Qua quýnh điểm 14-15. Năm đều quá hấp dẫn, kết quả chưa biết đâu nha các bạn. Điểm cuối quá hồi hộp. Ngoài bên ngoài xa, bên sang Miệt Thứ, Bảo Cần Thơ, Chí Thống thắng xếp 3 nha anh em.